Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN. Và bài tập yoga ngày hôm nay sẽ giúp bạn giải tỏa lại căng thẳng, stress, giúp bạn lấy lại năng lượng sau một ngày dài làm việc vất vả và mệt mỏi. Nào, hãy trải thảm ra và bắt đầu tập thôi nha. Để bắt đầu, bạn hãy bắt đầu bằng ngồi lên gót chân. Hai ngón chân cái của bạn chạm vào nhau. Gót chân của bạn đặt về dưới mông và ngồi hết mông của bạn lên gót chân. Hai tay thả lỏng lên bắp đùi. Khuôn mặt bạn lỏng, vai mềm ra. Giữ ở trong tư thế này và mình hít thở một vài nhịp. Nhát nhịp thở của bạn chậm và đều, hơi thở của bạn dài ra. Bạn đưa tay phải lên mũi, dùng ngón cái đóng cánh mũi bên phải lại và bạn chỉ hít thở bằng cánh mũi bên trái của mình thôi nha. Hít vào bằng mũi trái và thở ra bằng mũi trái. Cố gắng lặp lại như vậy 10 nhịp thở. Một vài nhịp thở cuối cùng. Sau khi hoàn thành, bạn đưa tay và đặt lên bắp đùi trở lại. Khuôn mặt và đỉnh đầu của bạn mềm ra. Rồi nhẹ nhàng mở mắt ra và ngồi lên giữa thảm. Hai bàn chân của bạn chạm vào nhau. Đạp hai bàn chân vào và dùng các ngón tay đan chặt bạn nắm lấy phía trước các ngón chân và duỗi dài lưng về trước. Rắc nhẹ vai và duỗi cằm về trước. Cố gắng hít và thở chậm. Trong mỗi nhịp thở ra, bạn duỗi dài người và rạp xuống thêm một chút xíu. Hít nhẹ, rồi thở nhẹ ra. Một
Một nhịp nữa, rướn dài lưng về phía trước, thở hết ra. Rồi nhẹ nhàng nâng người lên, bạn kéo lưng từ từ lên vị trí vuông góc và kéo hai đầu gối vào trong. Lắc nhẹ hai đầu gối qua bên phải và qua bên trái. Từ đây, bạn đóng chân phải vào trong, đạp vào phần phía trong của đùi trái và đưa chân trái chỉ về phía trước. Gót chân trái chỉ xuống sàn, mũi chân trái chỉ lên trời. Vai và lồng ngực của bạn mở rộng ra, bàn gót chân phải và mũi chân phải chỉ lên trời. Bàn chân trái của bạn đạp chắc vào bắp đùi bên phải. Lồng ngực bạn mở rộng ra, hít vào. Bạn vươn hai tay và rướn dài toàn bộ người lên trời, kéo giãn lên. Thở ra, bạn rạp dài người về trước, rướn lưng dài, kéo giãn lên, rướn căng về phía trước. Nếu được, bạn hãy nắm hai tay bạn nắm lấy chân, hoặc nếu mà tay bạn chưa nắm được tới chân, bạn hãy nắm lấy cổ chân và đẩy lồng ngực về phía trước, kéo dài toàn bộ người, rướn lưng ra. Hít chậm, thở ra, tập trung vào phần lưng trước, rướn nhiều về phía trước. Một nhịp thở nữa, hít rướn ra. Rồi thở ra, bạn rạp lồng ngực và rạp đầu xuống chân bên phải luôn. Hít vào, ngẩng mặt, nhìn về phía trước rồi thẳng lưng, chỉ dài các ngón tay về đầu thảm và nâng người, lật người lên, vươn cao lên nhìn theo tay, rồi thở ra, hạ hai tay, đan các ngón tay của bạn sau lưng, nắm chặt hai bàn tay vào phía sau và mở, lắc lắc mở cho hai bả vai của bạn đi vào phía trong, lồng ngực bạn đẩy về trước. Kéo cằm bạn lên trời và hít sâu, thở ra nằm ra về trước, cố gắng đừng chẻo người qua bên phải hoặc là qua bên trái và nằm rạp về phía trước, nằm thẳng hàng, thẳng lưng về với chân, thở dài ra, thở ra. Hít vào sâu, nâng người lên trở lại, rướn người nâng lên, rồi thở ra, thả hai tay chắp về trước lồng ngực và hạ hai tay ra hai bên, mình đổi chân, đưa chân trái của bạn về trước, gót chân và mũi chân thẳng hàng, chỉ vuông góc lên trời, chân phải bạn đạp vào phần phía trong của chân trái, của bắp đùi trái, ép đầu gối xuống đất, ngẩng mặt, toàn bộ mông ngồi hết xuống sàn, nhìn thẳng về đầu thảm. Hít vào, vươn hai tay và rướn dài người lên, thở ra nhẹ nhàng rạp chậm về trước, rạp về đầu thảm, thở dài, rướn ra một chút xíu nữa, thở ra, rướn người ra. Và nếu được, bạn nắm lấy bàn chân hoặc nắm lấy cổ chân, kéo giãn lồng ngực, rướn vai, đưa cằm nhiều về trước. Rồi từ từ rạp cằm và rạp rán xuống chân. Nếu bạn không được thì bạn hãy nếu mà bạn không chạm được tới chân thì bạn cứ cố gắng giữ ở phần giữa này thôi nha. Và mục đích là giữ cho bàn chân của bạn, toàn bộ phần chân của bạn nằm rạp hết xuống sàn. Nào, rướn người và rạp dài xuống. Nhẹ nhàng hít, ngẩng mặt, vươn lưng lên,
chỉ các ngón tay kéo dài người về trước và nâng dần lên. Rướn cao người, các ngón tay vươn và ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, bạn đưa hai tay ra sau lưng, các ngón tay của bạn đan lại, bả vai mở ra sau và kéo cằm, chỉ dài về trước. Hít và đổ dài người xuống một nhịp nữa. Cố gắng nhắm vào mũi chân trái và rướn cằm, chỉ về hướng đó. Đổ dài xuống, rướn lưng ra. Thở ra. Hít vào, từ từ nâng người nhẹ nhàng, thẳng lưng lên và thở ra, gỡ hai tay, đưa hai chân của bạn về đầu thảm, lắc nhẹ hai chân, chập hai bàn chân vào trong, hai tay nắm lấy hai cổ chân và nhịp nhẹ nhàng hai đầu gối. Rồi bạn chống hai tay và đứng thẳng người lên đầu thảm. Lồng ngực mở rộng, vai mở rộng ra, đứng trong tư thế trái núi. Từ vị trí này, tập trung cảm giác vào mũi chân. Mình sẽ nâng gót chân lên trong vòng 3 nhịp. Hít vào, gót chân nâng lên, nhìn thẳng về phía trước để giữ thăng bằng. Thở ra, hạ gót chân xuống sàn. Hít vào, nhón mũi chân và nâng gót chân lên. Thở ra, hạ xuống sàn. Nhịp cuối cùng, hít vào, nhón chân và nâng gót chân cao lên. Cố gắng giữ được thăng bằng, bạn vươn hai tay lên luôn. Kéo dài toàn bộ người, rướn hết lên. Thở ra, bạn hạ gót chân, đẩy dài lưng, rướn về phía trước, giữ tư thế ngang người song song với mặt sàn. Kéo dài từ mũi chân và thắt lưng. Rướn hít sâu, rồi thở ra, rạp dài người bạn xuống sàn luôn. Thở dài ra, hít vào, ngẩng mặt, rướn lưng nhìn lên. Và thở ra, rạp xuống, bạn bước chân phải ra sau, cúi thẳng, hạ đầu gối chân phải và úp bàn chân phải dưới sàn. Xoay mặt nhìn hết về trước, mở ngang hai tay, hít vào, lòng bàn tay ngửa, lồng ngực của bạn mở rộng ra. Hít, bạn vươn hai tay lên trời, ngẩng mặt nhìn theo tay. Thở ra, mở ngang hai tay, rộng vai ra, hít vào, nâng lên, rướn người xoay mặt nhìn lên. Thở ra, mở ngang hai tay, nhìn về đầu thảm. Một nhịp nữa, hít vào, nâng tay, rướn người lên. Rồi, thở ra, mở ngang hai tay và chắp hai tay về trước lồng ngực. Giữ cho hai cùi chỏ của bạn thẳng hàng nhau. Dùng cùi chỏ bên phải bạn chống lên đầu gối trái và bẩy người xoắn ra sau, xoay mặt nhìn hết về phía sau. Giữ ở trong tư thế xoắn, bẩy người ra sau nhiều hơn. Và xoay mặt về phía đầu thảm, hai tay chắp trước ngực, lồng ngực mở ra, hít vào, bạn mở ngang tay, mở lồng ngực lên trời, rướn cằm, mở khuôn mặt lên luôn. Thở ra, chập hai tay xuống sàn, bám các ngón tay chặt, nhón mũi chân sau và bước chân trước ra sau trong tư thế đào đó, tư thế chữ V ngược, đẩy dài người ra sau. Hít vào, rướn lưng về trước và rạp người xuống trong tư thế Chaturanga. Lật lồng ngực uốn lưng, giữ trong tư thế rắn hổ mang. Mở cao lồng ngực, chỉ các ngón chân dài ra sau. Xoay mặt nhìn qua gót chân bên phải. Xoay mặt nhìn về phía đầu thảm.
rồi xoay mặt nhìn qua gót chân trái, quay về đầu thảm trở lại, nhón mũi chân và đẩy ra sau trong tư thế đeo đó, đẩy dài người và thở dài ra. Lắc hông mềm qua hai bên. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm và bước hai chân lên giữa hai tay. Rạp lưng xuống, thở ra, hít vào, ngẩng mặt lưng song song với mặt đất. Thở ra, rạp dài xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay lên trời, toàn bộ người kéo giãn, lưng rũn lên, mắt nhìn theo tay. Đà, thở ra hai tay chắp hạ xuống trước lồng ngực. Từ vị trí tay chắp trước lồng ngực, cảm giác vào các ngón chân, bạn nhón mũi chân và nâng gót chân lên khỏi sàn. Cố gắng giữ thăng bằng, sau đó bạn mở ngang tay và vươn hai tay, rướn dài người lên, hít, rướn cao từ các ngón tay, thở ra hạ gót chân và rạp người về phía trước, giữ người thăng bằng 90 độ, lưng song song với mặt sàn, nhìn xuống sàn, kéo các ngón tay dài ra, hai tay nằm bên mang tay, hít, rồi rạp dài người xuống sàn luôn. Thở ra, hít vào, nhìn về trước, lưng song song với mặt đất. Thở ra, rạp xuống sàn và bước chân trái của bạn ra sau, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về trước, đầu gối sau của bạn úp dưới sàn, úp mu bàn chân sau và mở ngang hai tay, hít vào, lật ngửa lòng bàn tay, vươn hai tay lên trời, rướn lên, hít, thở ra, hai tay mở ngang, hít vào, nâng người rướn, đưa kéo giãn toàn bộ người lên, thở ra. Một nhịp nữa, hít vào, vươn tay rướn người, kéo giãn lên và thở ra, lồng ngực mở rộng, hai tay bạn chắp trước lồng ngực, giữ cho cùi chỏ bên trái và cùi chỏ bên phải thẳng hàng nhau, bạn chống cùi chỏ trái vào đầu gối bên phải và xoắn người về bên phải, xoay mặt nhìn hết ra sau. Phần lưng được xoắn căng ra sau, cùi chỏ bẫy chặt vào đầu gối để tạo thành lực bẫy. Một nhịp thở cuối cùng, xoắn hết người, xoay mặt và bẫy dài ra sau. Rồi xoay mặt nhìn về đầu thảm, hai tay chắp trước ngực, hít vào. Mở ngang hai tay, lồng ngực mở lên, mắt nhìn lên trời, khuôn mặt vươn lên trời luôn. Và thở ra, chống hai tay xuống thảm, nhón mũi chân sau, bạn bước chân trước ra sau trong tư thế đào đó, đẩy giãn lưng dài người ra sau, hít vào, vươn về trước, đổ rạp người xuống sàn, lật lồng ngực, uốn lưng và ngẩng mặt nhìn lên trong tư thế rắn hổ mang. Mũi chân sau của bạn chỉ dài ra sau, xoay mặt nhìn qua gót chân bên trái, rồi quay về đầu thảm, xoay mặt nhìn qua gót chân bên phải, quay lên, nhón các đầu ngón chân sau và đẩy người ra sau trong tư thế đeo đó. Thở hết ra, dẹn ra, lắc hông qua bên phải, qua bên trái. Để dài người ra, từ từ khuỵu nhẹ hai đầu gối và bạn đưa hai đầu gối lên đầu thảm. Từ vị trí này, hãy ngồi lên gót chân, hai tay đặt lên gối, lồng ngực mở rộng ra. Hít vào, bạn mở ngang hai tay,
giống như động tác hồi nãy mình vừa làm, lồng ngực đẩy về phía trước, cằm vươn lên trời. Thở ra, cuộn bụng vào trong và đưa hai tay về trước chặt lại. Hít vào, lồng ngực mở, cằm nâng lên rượn người. Và thở ra, hãy cố gắng tập thật chậm, di chuyển cùng với nhịp thở và cảm nhận độ mở rộng của lồng ngực bạn. Hít. Thở ra. Hít. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hai nhịp nữa. Hít. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Rồi, thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực. Từ vị trí này, bạn mở hai chân ra phía ngoài. Hai đầu gối có thể mở rộng ra một chút, giúp bạn vào thể ngồi trong tư thế anh hùng dễ hơn. Các ngón chân của bạn chỉ xuôi ra sau và ngồi lên giữa mông luôn. Nếu mà bạn cảm thấy ngồi trong tư thế này khó thì hãy đặt cục lốc hoặc là lót gối, lót bất cứ thứ gì ở dưới mông giúp hỗ trợ cho mông bạn ngồi an toàn và ngồi thẳng được xuống phía dưới. Từ đây hãy nắm lấy hai cổ chân, nếu mà bạn ngồi được rồi thì hai tay nắm lấy hai cổ chân, từ từ hạ cùi chỏ tay phải xuống, sau đó hạ cùi chỏ tay trái. Nếu được bạn có thể nằm rạp người xuống xô luôn, nếu không thì bạn cứ giữ người ở đây và thả lỏng đầu xuống. Những bạn đã nằm được dưới sàn rồi, hãy đặt tay lên bụng. Cảm giác nhịp thở nhẹ nhàng, sẽ hơi căng căng một chút ở phần cổ chân và phần bắp đùi của bạn. Tập trung vào phần lồng ngực và phần lưng. Hít và thở nhẹ nhàng. Nhịp thở cuối cùng, hít vào sâu. Bạn nắm hai tay lên cổ chân, lên gót chân trở lại, chống quỳ chỏ tay phải và quỳ chỏ tay trái, rồi lật người ngồi lên, chống hai bàn tay đẩy người ngồi lên và kéo đầu gối sát vào nhau, ngồi lên gót chân luôn. Từ vị trí này, nghiêng mông qua một bên và ngồi xuống dựa thảm. Vắt chân phải của bạn qua đầu gối bên trái. Đạp chân thẳng với đầu gối bên trái, đạp chắc xuống sàn. Từ đây bạn dùng hai tay ôm lấy đầu gối và mở rộng lồng ngực ra, kéo căng lồng ngực về phía trước, mở ra. Rồi bạn dùng tay trái ôm lấy đầu gối bên phải và xoắn hết khuôn mặt về bên phải. Sau đó bạn mở tay phải ra sau, chống xuống sàn và rướn thẳng lưng, bởi hết người xoắn căng ra sau. Thở ra. Nếu được nữa bạn hãy dùng cùi chỏ bẫy chặt vào đầu gối và chĩa tay trái lên, ngón trỏ và ngón cái chắp lại, xoay người về sau và mở ra. Xoắn hết lưng vai và xoay mặt về sau. Rồi từ từ quay người về đầu thẻ, đưa hai tay
qua bên trái, chống hai tay xuống và thả lỏng đầu ra. Nhẹ nhàng nâng người lên. Mình sẽ xoắn qua bên ngược lại, kéo chân phải vào trong, ngồi hết lên mông, đưa chân trái ra ngoài đạp về phía ngoài của đầu gối bên phải, đạp chắc bàn chân xuống sàn, dùng hai tay ôm lấy đầu gối ở lồng ngực và kéo giãn lưng của bạn lên. Rồi bạn dùng tay phải ôm lấy đầu gối, ôm chặt lấy đầu gối, xoay mặt ra sau, đưa tay trái ra sau và xoắn dài người, mở xoắn lưng nhiều về sau, thở ra. Cũng như hồi nãy, nếu được bạn hùng cùi chỏ bẩy và xoắn ra sau nhiều hơn. Nhịp cuối cùng xoắn căng lưng, rồi xoay mặt về đầu thảm, đưa hai tay qua bên phải, chống hai tay xuống sàn, thả lỏng lưng, thả lỏng khuôn mặt ra, chống hai tay và đẩy người ngồi lên, kéo hai đầu gối sát vào người, lắc nhẹ hông, lắc nhẹ vai. Giữ chặt hai tay lên đầu gối, rướn người mở lưng lên. Rồi thở ra, nằm dài người xuống thảm, nằm thẳng lưng ra. Khuôn mặt mềm, toàn bộ người nằm ra, nằm dài ra. Hai chân của bạn chống bên cạnh hông, hai bàn tay úp bên cạnh người. Mình sẽ nâng trong động tác cây cầu trong vòng 5 nhịp ở đây. Đạp chắc hai bàn chân, thắt lưng và toàn bộ lưng nằm dưới sàn. Hít vào, nâng hông cao lên, chân đạp chắc, rướn lồng ngực đẩy cao, hít sâu. Thở ra hạ từng đốt sống, rạp người xuống sàn. Hít vào, nâng lên lần thứ hai. Thở ra, rạp xuống sàn. Hít vào, nâng lên lần thứ ba. Rồi thở ra, hạ xuống sàn. Hít vào, đạp chắc chân và nâng lên. Rồi thở dài ra, hạ thắt lưng, hạ hông. Nhịp cuối cùng, đạp chắc chân và hít vào, nâng hông cao, đẩy căng hông, đạp chắc hai bàn chân, lồng ngực bạn mở và đan hai tay vào dưới lưng trong động tác cây cầu. Sau đó bạn mở ngang hai tay và thả từng đốt sống xuống sàn. Ôm đầu gối vào lồng ngực, ép chặt thắt lưng, lắc hông mềm qua bên phải, qua bên trái. Từ đây bạn ôm đầu gối chân phải sát vào người và thẳng chân trái rạp xuống đất, kéo cằm lên, cuộn vào trong, dùng tay trái nắm lấy đầu gối, nắm ngửa đầu ra, kéo hết đầu gối về bên trái, xoay khuôn mặt về bên phải.
nâng người lên, ôm chặt đầu gối vào người, rồi thở ra hạ xuống sàn, đổi chân hai tay bạn đan, ôm đầu gối chân trái ép chặt thắt lưng xuống, kéo cằm lên luôn. Sau đó nằm ngửa người, dùng tay phải nắm đầu gối và kéo hết về bên phải, mở ngang tay trái xoắn người qua. Nâng người lên, ép chặt đầu gối xuống sàn, rồi thẳng hai chân, lọn thắt lưng ra. Mình sẽ giữ trong động tác Happy Baby. Bạn co hai đầu gối và nắm lấy hai ngón chân cái. Sau đó bạn mở phần hàng rộng, dùng tay ép đầu gối xuống sàn, ép căng hai đầu gối và lắc nhẹ qua bên phải, qua bên trái. Lưng và phần vai của bạn được massage, được lắc nhẹ dưới sàn. Rồi từ từ thẳng hai chân và thẳng hai tay, thả lỏng toàn bộ người trong tư thế thả lỏng cuối cùng. Khuôn mặt bạn mềm ra, hai tay thả lỏng, hai chân duỗi dài. Cố gắng đừng suy nghĩ gì hết. Mang ý thức của bạn thả lỏng và mềm ra cùng với toàn thân. Nhịp hít thở nhẹ, êm và đều. Nhẹ nhàng mang ý thức trở lại, cử động nhẹ các ngón tay, các ngón chân, đánh thức cơ thể bạn lại nhẹ nhàng. Ôm đầu gối vào lồng ngực, rồi đổ nghiêng người về một bên, dùng tay làm gối và cuộn tròn lưng. Thả lỏng trong tư thế này thêm một vài nhịp thở nữa. Dùng tay dưới sàn, đẩy người và quỳ thẳng lưng lên. Mềm hai tay lên đầu gối, khuôn mặt mềm ra. Hai tay bạn chấp. Hít vào, bạn kéo hai tay lên trời, rướn vai, dẹn ra. Thở
Thở ra, bạn hạ hai tay vào giữa trán, dùng hai ngón tay cái massage con mắt thứ ba của bạn nhẹ nhàng. Con mắt thứ ba là điểm nằm giữa hai chân mày của bạn. Hít vào, vươn hai tay, rướn lên và thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực. Hít sâu, rồi thở dài ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng blog Yogi Travel VN. Hy vọng bài tập nhẹ nhàng, êm ái vừa rồi sẽ giúp bạn giải tỏa được căng thẳng, giảm bớt stress và mang lại bình yên cho bạn. Cảm ơn bạn, nhớ bấm nút màu đỏ đăng ký và bấm nút chuông để cập nhật những bài viết, bài tập tiếp theo của blog Yogi Travel VN nha. Tạm biệt mọi người.